Ok, và hello anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thấy Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tục với series đó chính là The Battle Cast nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nha. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và bắt đầu thôi. Thì mình có một con mới ở Uber Ray anh em ạ. Đây, đó chính là con Shitakiri Sparrow, con này con mới nhất của cái banner Ultra Soul anh em ạ. Thế bảo cũng phải khá là mạnh. Và mình đã cho tiến hóa rồi. Thì dạng ngột của nó sẽ có một cái hòm. Con này như kiểu là xiếc ấy, gáy xiếc tạp kỹ anh em ạ. Con chim như này trên trong hòm rất là nhiều đồ ma xong rồi mấy thứ linh tinh à. Và lên thứ hai thì nó sẽ là cái nó sẽ kéo gánh xiếc của nó đi. Con ma cổ dài, ma một mắt này, ma chơi này, súng phun lửa này. Đấy, nhìn khá là đẹp. Nó khắc chế cả Aku anh em ạ nhé. Có mini way. Con này còn mới quá nên không biết là liệu rằng nó có quá khỏe hay không. Nhỉ, nhìn đẹp phết. Chúng ta sẽ có Crossbash, có Crusher, mini way, Evade Socket. Đẹp 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 đẹp. Rồi thì hôm qua mình đã đi đánh lấy được mấy con mới anh em ạ. Mấy anh em bảo anh ơi đánh mấy con Crazer đi. Ôi đánh được rồi. Mình không ngờ nó cũng dễ thế. Đây, mình đánh một lần đánh được luôn, lấy được 3 con luôn anh em ạ. Hôm qua lấy được 3 con ha. Chúng ta có nó thuộc cái tộc gọi là Super Ray ha. Đấy, có thêm cái này nữa cho có ba con mới, đó chính là con Crazer Fish Circus. Con này thì chuyên trị mấy con metal khả năng crit dam khá ngon. Tiếp theo là một con Crazer Grosscast, con chân dài, nó tạo ra Way Attack. Tiếp theo là con ba là con Crazer Machocast, dễ lắm anh em ạ. Con này làm con tăng mình, hôm nay mình đi lấy con thêm con nữa, đó chính là con Crazer Tăng à. Đấy, mình xem The Battle Cat xem nào. Crazer Tăng, để xem đánh như thế nào. Cái này anh em phải tham khảo các ý kiến ở trên mạng ấy nhá, không phải đơn giản đâu. Anh em hãy comment ý kiến xuống dưới nhá, để mình có thể cho anh em lên TV trong tập kế tiếp. Và anh em nhớ follow tài khoản TikTok này của mình nhé. Đấy, 93 follow rồi, sắp lên 94 follow. Rồi chúng ta sẽ có con Crazer Tăng ở đây. Đấy, Crazer Tăng. Và chúng ta sẽ xem nó có con Crazer Tăng rất rất là khỏe. Đây con này. Còn mấy con dòng sau thì không phải vấn đề gì quá lớn với mình cả anh em ạ. Tôi đang xem xét đội hình là chúng ta nên đánh đội hình như thế nào thôi. Bây giờ tôi sẽ đánh đội hình như thế nào ha. Có cú chắc map này sẽ cần khá là nhiều con tăng đấy anh em ạ. Mình nghĩ là sẽ khá khá nhiều con tăng ha. Rồi và rồi ok, cho vào thử xem đánh như thế nào nhé. Tại vì cái tầm đánh con này nó cực kỳ là xa anh em, nên chúng ta thì mình nghĩ là sẽ hơi bị mệt. Nhưng mình thấy trên mạng họ chỉ dùng ấy thôi, chỉ dùng 3 Hamut thôi, thì mình sẽ dùng 3 Hamut trong team ha. Rồi anh em ơi, Crazy Tongue. Đấy, equip vào đội hình như thế nào đây. Đội hình mình khỏe phết đấy. Mình sẽ để con này lại. Mấy con này thì nó không đánh được xa, Nên sẽ hơi bị khó. Special 3 Hamut, 3 Hamut chuyên để đánh bọn này anh em ạ. Ok, Miko Mitama. Tầm mình nó vả cho thôi. Con này không đánh được này. Macho leg burger à? Tại sao burger có cái gì đó thay đổi, có gì hơi sai sai anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ lấy nó ở special á, phải special không? Samba, chúng ta lấy Samba vào. Bây giờ lấy con gì ấy nhỉ? Lấy mấy con cast loại thường à? Từ từ à? Nhiều quá. Macho cast. Chắc tôi lại lấy macho cast thôi chứ cũng không có ý tưởng gì mới cả. Nhỉ? Yeah. Đánh map này không phải dễ đâu nha anh em. Đầu tiên là lấy con gì?
Cho lấy con gì bây giờ nhỉ? Samba này, Listang này, Listgrow, Listufo, Listfish, Listdragon. Lấy con nào nhỉ? Valkyrie. Con nào tầm đánh càng xa càng tốt anh em ạ. Vấn đề là chúng ta sẽ cần phải có những con đánh tầm siêu xa. Beancast. Thấy bảo là sử dụng thêm con spray à? Từ con nào nhỉ? Con Nearcast này. Thế họ nhiều người dùng con Nearcast anh em ạ. Ok. Con Nearcast có tác dụng gì mà nó sao đó nó được nhiều người chọn để đánh màn này nhỉ? Đánh xa anh em ạ, con này rất xa ha. Nhưng mà chỉ có level 10 mười mấy, hơi yếu, hơi thấp. Hacker ạ, cho nó lên được đời gọi là hacker à. Bỏ này ra nha. Garum không ăn được á. Con này thì đánh được, con này đánh tầm xa này. Con nào phải đánh thật xa kìa anh em ạ, đánh thì nó mới ok được ha. Coincast Casburger. Thêm một con Casburger nữa. Burger, Casburger cần không ta? Cần rất nhiều tăng nha anh em. 1, 2, 3, 4 rồi. 4 rồi. Họ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đào ra lắm mấy con tăng thế nhỉ? Matrolex. Chắc chắn phải cho Matrolex rồi anh em ơi. Bỏ con này ra. Con này tầm đánh cũng không dài. Thằng con nào đánh xa cơ. Con nào đánh xa thì mới ok á. Khó phết anh em ạ. Không dễ để gọi là đấu con này nha. Sexy Leg UFO. Ba con này tầm đánh ok. Bỏ này đi. Rồi. Tôi chẳng biết tôi đánh được không à. Tôi sẽ thử đánh nhá. Khó nhỉ. Nhìn có vẻ là khó ha. Nhìn có vẻ là khó, không dễ đánh tí nào. Chưa. Hoặc con nào đánh tầm xa cơ thì mới được. Không mua nha, không mua làm gì. Bình tĩnh. Chết rồi. Phát vỡ nhà luôn. Vãi cả lều. Con này đánh nhanh quá. Chưa kịp làm gì luôn. No. Tốn mất 200 năng lượng rồi. Cây dược tăng. Vãi cả lều. Vãi hiểu được. Không thể hiểu được luôn ạ. Ôi bây giờ energy lên 740 rồi anh em. Vãi cả lều luôn. Hiểu sao lại thua được. Đánh nhanh quá. Chưa kịp làm gì luôn. Tốc độ chậm thôi. Tốc độ chậm thôi bạn ơi. Ra ba Hamut trước à. Yên tâm phải có ba Hamut trước nha. Ba Hamut là 4.500. Cassipu. Ok. Có những con rất mạnh. Đấy, spam là liên tục luôn. Ui chết rồi. Nhớ mua nhầm rồi, lại mua nhầm rồi. Đây ok. Mua này thôi nhé, con này thấy nó mua rồi. Đấy rồi, ra rồi đấy, nó ra rồi đấy. Mè nè. Gơm thật sự luôn. Mua này bạn này. Sợ không kịp ấy. Mua nào, mình để kia rồi nhưng mà không biết là có vấn đề gì không ha. Nó đợi nó mua con thôi, muộn được. Đấy,
đánh nó vẫn đang gọi là ép sân nó anh em ạ, nó vẫn đang ép sân nó ha, mấy con vịt vùng tầm đánh. Úi rồi toàn mình không phải mua, nó sẽ tự động nó auto nó mua luôn anh em ạ. Bây giờ mình không mua là mình toang gai a gai ủng vỡ mồm rồi. Chết rồi bà mụn chết rồi anh em ạ, toang rồi. Con robot con này đánh từ xa, con gì nhỉ, con robot mình vẫn đánh xa được, nhưng mà vấn đề là chúng ta đang có một binh đoàn, nhưng mà chết mẹ mất con đấy rồi, chết mất Bahamut rồi. Fuck you, mình ghét con Crazer Cast này. À con Crazer tăng này, con Crazer tăng là con này nó khó hơn con Crazer thường kia. Bahamut lên anh em ơi, đừng chết. Fuck mẹ nó, nghĩ mà cay à. Fuck you. Ui ôi ôi, ba mút đừng có chết anh em ơi, ba mút yếu quá, đang vả thẳng mồm rồi anh em. Mấy con gai a mày đứng lên đấy thì mày chết à, ngáo ấy nhở, con gai a mày ngáo ấy chưa. Ở phía sau tôi có một cái đội hacker anh em ạ, đứng rất xa luôn đấy, mình có thiếu tăng này anh em ạ, không đủ tăng đây. Chết mẹ gai a rồi, gai a như cái bíp, gai a đánh gần quá, đánh mấy con Crazer nó vả cho không chết phát nào luôn anh em ạ. Ui đứng xa thôi mẹ, chết mẹ ba Hamut rồi, mới có hai con IT mà hai con hacker. Đánh này còn dài lắm anh em ạ, cuộc chiến còn rất dài. Ui chết mẹ lại con nữa rồi, cuộc đời này thì toang rồi. Mua con này làm gì méo ấy, mua con đấy méo đầu tiên làm gì, ngáo mẹ rồi. Mua con đấm đấm này mình không dám dùng. Mấy con Isis Garu mình đánh nó quá gần, nó không chạm vào người nó đánh đấm kiểu gì. Lều đấy, mình còn spam cast CPU chết luôn gai à. Cuộc chiến không hồi kết à. Nhưng mình có khá nhiều con IT ở đây anh em ạ. Nhìn chung là dần dần mình cũng khỏe hơn khá nhiều ấy. Nhưng mà sao Bahamut họ trụ rất là lâu nha anh em. Chẳng hiểu sao Bahamut họ khỏe dã man luôn. Trong khi đó Bahamut của mình thì chết mẹ như ngoé. Chết nhanh dã man luôn đấy, tôi còn mua đấy. Hình như tôi vẫn trụ được. Chưa có hiện tượng gì là thua anh em ạ. Hiện tại là chưa có hiện tượng gì là thua ha. Tôi đang đẩy nó vào nhà, biết phá được nhà nó thì thắng. Gai ha lại lên. Why? Đừng. Gai A tầm đánh không tới luôn. Vãi cứt thật. Trời ơi. Khó nhỉ, hình như vẫn thắng anh em. Như tôi sẽ vẫn thắng thôi. Zizo robot cuồng phong mắc mẹ đấy, mắc mẹ lính rồi. Úi xồi gai à, mẹ nó đấm nhá, chết đi mày. Ôi chết luôn con đấy rồi. Mẹ nó khỏe nó lâu ấy. Đây là còn có cái x speed nữa, còn tốc độ nhanh nha anh em, ác liệt thế nhờ, chiến trận ác liệt thế này, đánh đấm này toàn con chứa cả nải thật sự luôn. Con IT hacker vẫn đang sống anh em ạ, đánh xa dã man luôn anh em này, đánh xa mắc xa luôn ấy đấy. Mình còn chưa, mình còn nâng con level mười mấy dành cho con IT ha, đánh mắc xa, đánh này đánh từ nhà luôn anh em ạ, cứ ngồi bấm máy tính thì hacker rồi.
Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên nào, cố lên nào, người để anh em ơi. Ui, đừng. Chết mợ con này rồi. Con cú à. Ôi, thắng rồi, thắng rồi. Yes, thắng rồi. Cái lồng bàn này nó mẹ. Sau một lần đánh ngáo ngơ cũng thắng anh em. Đấy rồi, Crazer tăng. Chúc mừng. Ui ôi, tôi đã lấy Crazer tăng rồi anh em ạ. Thay luôn con tăng của mình. Oh my god. Super Ray. Ôi. Cuối cùng tôi đã lấy được Crazer tăng. Ui mẹ. Đấy rồi anh em ơi, con này đánh arena và nó siêu trâu anh em ạ. Lấy Crazer tăng rồi nhá. Ác mộng đời trai chưa bảo ăn. Bây giờ đấy thêm con Crazer gì nữa. Còn một số Crazer nữa anh em ạ. Chúng ta sẽ có Crazer Titan, Crazer Lizard, Crazer Cow. Ui, Crazer Cow thì thôi rồi. Mình nghĩ là mình cũng sẽ đánh được dễ thôi. 7 sao, nó chỉ có 2 con anh em ạ. Cuối cùng lấy Crazer tăng này anh em ạ. Phê thật sự luôn nha. Rồi mình sẽ đọc các comment của anh em trong tập trước nha. Ok. Con Kasajizo của anh chỉ nên dùng ở dạng 1 thôi. Ở dạng đó thì Kasajizo hồi khá nhanh và đánh khá nhanh nhai anh. Kasajizo dùng dạng 1 thôi anh, spam nó gây đam. Anh đánh Crazer Cast đi dễ lắm. Thả khiến thịt để đánh trụ rồi nâng mắc tiền dùng đi cát cho nhanh. Ok em. Kasajizo ưu điểm, anh đánh có xong con đấy rồi. Anh đánh đến Crazer tăng rồi. Ưu điểm sát thương lớn cho Black và Angel, chi phí thấp, DPS cao, thời gian sạc lại ngắn, máu và stun công cao. Con Mitama mà đánh trong này thì cũng chắc cũng được anh em ạ. Nếu mà đánh chắc mang Mitama đánh vẫn ok. Con Jizo từng là Uber mạnh nhất, về sau và cảm nhận nó lọt ra top 10 luôn nhưng vẫn ổn. Anh muốn đánh màn MTL thì anh cần con Sakura Sonic là top 5 best Uber khắc chế kim loại, không thay đổi là mạnh top 5, thế à? Con Jizo ở form 1 thôi anh. Còn Kasajizo nên sử dụng ở dạng 1. Kasajizo là một Uber thuộc bên Ultra Soul. Một trong những bên tốt nhất. Bỏ Paris Cat thay Jizo F1 nhé anh. Paris Dust hồi nhanh lắm như máy ATM ấy. Hình như mấy cái 100M anh quay 11 phát. Anh ơi, nếu anh đánh mấy màn mà thấy mấy con kiểu robot thì anh mang con Monaco hoặc mấy con hiệu ứng Critical. Jizo nên dùng dạng 1 nhé. Nói chung là mình sẽ phải chinh phục hết 1, 2, 3 3 anh em ạ, 3 màn nữa nha. Ashes Awakening à? Là con nào đây? Con này chưa biết. Nó cũng là 7 sao nha anh em. Khó đấy nhờ. Nhiều màn để đánh đấy. Anh nên bỏ ít Uber thôi, thay một số mid siêu vì có nhiều Uber mà không có điều kiện, không đủ tiền triệu hồi. Anh Thành Ezi tăng Uber chóng mặt. Kasajizo là con top 2 sau Mitama vì nó nhỏ nhiều, dùng nhanh và mạnh. X35 con đó anh nên để dạng 1 vì nó rất là rẻ. Skin Massive cộng form 1 spam. Con Kasajizo bắn mấy cái súng xung quanh người nó hay nhỉ. SA gì mà đỏ thế, lại thêm một con mạnh nữa. Con Legend Ray đó là con mạnh thứ 3 trong top 5 Legend. Anh ơi, con đó Kasajizo đam to hơn khi đánh với Black Thiên Thần gấp 3-4 lần. Tính mãi mới quay được Uber nhưng quay được Kaguya, thế mọi người bảo yếu nên tiếc. Kaguya cũng đẹp mà em. Kaguya là con Deadmon á. À Deadmon á. Deadmoon. Mặt trăng chết. Con Chocodile nếu anh có nâng cấp lên 25 máu nó lên được 1 triệu à. Đam 6.800.000. Gớm à. Khỏe thế. Anh khỏe thế này thì đánh Crazer Cat được rồi. Ok, anh đã đánh được rồi em ơi. Thoải mái. Bây giờ mình gánh hết bọn Crazer xong người chuyển sang mấy con khác nha. Mình khá thích con Crazer Cow ấy, để nó phá nhà nhanh. Có lẽ không cần, tại vì mình cũng đã cày xong ấy rồi. Này anh em, 4848 này, 4848 này, 4848 này, 4848 này. Bây giờ sẽ chuyển qua cái này thôi, để đánh thôi. Tại vì nó đang có cái festival ấy, festival luôn ấy. Đọc nốt comment xong rồi vào review con mới cho anh em xem ha. Nhờ. Yeah. Em mới mở được 3 Uber Super Ray và 1 Legend Ray trong 10 phát, quá ngon. Kasa Form 1 em dùng 100%. Khi có Dan và Angel chỉ cần spam. Chúc mình ra Uber gần rất khỏe. Nâng Kasajizo tại sao không dùng con cưỡi rùa? Tại vì có nhiều con quá em ạ. Anh Jizo dùng Form 1 nha anh.
Casajizo để dạng một mạnh hơn. Anh hên quá cho em. 9 tháng rồi chưa có legend nào. Cực mạnh luôn, đánh Crazy Cat thu phục được Crazy Cat. Ok, thu phục rồi anh em. Bây giờ nâng cấp rồi. Equip con Crazy Cat thay cho con Crazer này xong rồi. Nhờ. Nó là Super Ray à. Nó là Super Ray anh em à. Hacker khỏe phết anh em. Hacker là một cái gì đó ok phết, đánh xa không chết được. Ờ Crazy Macho Cat. Ờ nó ở đâu nhỉ? Anh như chưa nâng sao nhỉ? Chưa nâng. Upgrade à? Phải nâng đã anh em ạ. Thì mới có thể đánh được à? Ờ, nó là Super Ray. Bắt đầu nâng lên 20 thì bắt đầu đánh nha. Hoặc mang đi đánh luôn cũng được. Crazy Turn. Ui đắt lắm anh em ạ. Phải nâng đắt dã man luôn à. Con này mang tạm đi đánh thôi. Cho đẹp đội hình thôi anh em ơi. Chứ hiện tại thì nó thuộc Super Ray. Đấy, mình có hai con cười Razor đánh khá là nhiều rồi anh em ạ. Đó. Con này à? Con này thì thay bằng con Uber ấy. Mang đi đánh nhá. Đấy, Uber mới ấy. Uber mới vừa hôm nãy vừa có ấy. Cái tộc Ultra Soul hình lắm dã man rồi anh em ạ. Macho Leg. Không cần. Gijo. À, từ lấy lại hết lắm. Lấy lại Aegis Garou mình vừa đánh thử thì nó bị đấm cho vỡ mồm. Bị con Crazy Tank nó đấm cho vỡ mồm anh em ạ. Nhưng bây giờ Crazy Tank là thành team của mình rồi. Yeah yeah. Nào lại cây tiếp này anh em ơi. Cây nào lại cây nào cây nào cây nào. Lại cây trong ngày hôm nay cố gắng Oh my god. Crazy Tank giá tầm 150 đây, con này khỏe này. Con này bây giờ nó level 20 anh em ạ. Nhìn chung lực hơn rất là nhiều không? Crazy Cat đây. Crazy Macho Cat à. Nhìn đẹp phết à. Ui, ôi người ngoài tinh à. Ô chết rồi. Chết tôi rồi. Quên mất đây là team người ngoài tinh à. Thì phải bỏ lại à, chết rồi. Để chơi cả con này thì đúng à. Bắn cho này thì vỡ mồm anh em ạ. Đánh tạm thôi. Vậy lều. Ui, con này bắn nó khỏe phết anh em ạ. Bắn ngay dưới chân ha. Đây à. Cứ phải để đến mấy anh con này cho dạng 1 thấy bảo để khỏe là hơn à. Nhưng mà mình thích dạng 2 để vì robot nhìn nó đẹp, nhìn nó phê quá. Thích dạng 2 quá. Dạng 1 thì lại không khoái bằng. Đấy, dạng 2 nhìn trông nó chất vãi lều, robot đánh xa. Con này đánh xa và mình mới hạ được con Crazy Tank này anh em ạ. Mày nhờn, ok chưa? Bahamut à? Bahamut đánh khá xa anh em nhỉ? Các bạn cần nó cần tăng ha. Thì Bahamut vẫn là ok gì đó, rất là ok. Đến giờ rất nhiều người dùng anh em ạ. Bởi vì ai có con Bahamut này. Lâu, lâu vãi cả lều. Con kia vẫn sống luôn anh em. Con gánh xiếc vẫn sống à. Gánh xiếc vẫn sống anh em à. Crazy Tank. Crazy Cat. Trời ơi. Chấp hết. Chấp hết bạn ơi. Mẹ là mấy con này nào làm mình khó chịu thật sự. Tầm đánh của mình nó hơi ngắn á. Rồi. Cái trận này thực ra nó rất là dễ anh em ạ. Nhưng mà mình lại làm nó thành ra nó khó. Mình mang toàn mấy con kẻ lở hắc lào đi thật chật thế. Thế đời đổi lại cái đội hình island của mình. Mình quật cho này. Paris Parum các thứ của mình đâu. Bỏ ba mút ra. Ui, chậm. Ui, chậm ra. Ui mẹ Casajiro. À cái gì nhỉ? Con robot của mình chết méo ơi. Colossus Benkai mẹ chết vỡ mồm rồi. Con này chạy nhanh phết anh em ạ. Cái con gánh xiếc này chạy nhanh dã man. Bắn tia laser. Ui chạy nhanh lắm anh em ạ. Thích 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 thích. Con mới hả nào. Chất lượng hả. Nhờ yeah. Trận lâu thế nhờ. Như kiểu đính mang anh bót ấy. Bình thường nó yếu lắm anh em ạ.
đánh không đến đến nhà luôn này thì. Rồi, cuối cùng xong. Clugger. Cái quần què mãi mới xong anh em 25. Rồi anh em nhá, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em. Bye bye.